26 cầu thủ của đội tuyển Thái Lan cho AFC Asian Cup 2023. Thủ môn Siwa Ratchasanoen, câu lạc bộ Buriram United. Pati Watkhamai, câu lạc bộ Bangkok United. Saranyon Anuin, câu lạc bộ Chiang Rai United. Hậu vệ Thierathon Mathan, câu lạc bộ Buriram United. Pansa Hemvibun, câu lạc bộ Buriram United. Sufanan Birirat, câu lạc bộ Port FC. Ilias Dola, câu lạc bộ Bali United, Indonesia. Suphan Thongsong, câu lạc bộ Bangkok United. Sakapan Preswan, câu lạc bộ BG Pathum United. Nicolas Mikkelsen, câu lạc bộ Odense Boldklub, Đan Mạch. Santifab Chandrom, câu lạc bộ BG Pathum United. Tiền vệ Sarang Yen, câu lạc bộ BG Pathum United. Bodin Phala, câu lạc bộ Port FC. Krisada Kaman, câu lạc bộ BG Pathum United. Supachov Sarachat, câu lạc bộ Hokkaido Consadole Sapporo, Nhật Bản. Wirathep Pomphan, câu lạc bộ Mường Thong United. Perthom Poncharan Ratanapirom, câu lạc bộ Port FC. Ekanit Pania, câu lạc bộ Urawa Red Diamond, Nhật Bản. Viradon Chamrasamy, câu lạc bộ Buriram United. Ua Chitkanit Saribampen, câu lạc bộ Port FC. Chanarong Prosarikil, câu lạc bộ Chonburi. Saroenzak Uongon, câu lạc bộ Mường Thong United. Dungrat Umchanchik, câu lạc bộ Bangkok United. Tiền đạo Supa Thachaydut, câu lạc bộ Buriram United. Sufanat Myanta, câu lạc bộ Auheverly Leuven, Bỉ. Tirasak Poeifimai, câu lạc bộ Port FC. Huấn luyện viên trưởng Masatada Ishii, Nhật Bản.